Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6, ngày 24 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 8. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 2, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9255, 3183, 3283. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0759. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00091, 23738, 00413, 13349, 73080, 32486, 13925. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01449, 33073. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 79571. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84129. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 097360. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 0, 9, 7, 3, 6, 0.